Yo, hello xin chào các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J rồi đây. Hôm nay chúng ta cùng nhau xem một cái video mà được rất là nhiều bạn fan gửi cho mình. Đó chính là Juno Mali sở thú kinh dị nhưng mà có người cha giận dữ nha các bạn nha. Wait, what? Khi mà cha giận dữ là cha sẽ quýnh vô đít của mấy cái con này đỏ lè. Quýnh cái con này nó còn bị chảy là cái... Oh my god, cái gì đây vậy trời? Ơi bây giờ trước khi vô video này mình muốn hỏi các bạn nè, các bạn đã bao giờ bị ba bị mẹ quýnh chưa? Nếu như mà các bạn bị rồi thì chúc mừng các bạn nha. Còn nếu như các bạn mà chưa bị thì cũng chúc mừng các bạn luôn nha. Còn anh Jay á thì anh Jay bị quýnh rồi các bạn à. Nhưng mà không phải là quýnh bằng tay đâu. Mà ba của mình mà quýnh mình là quýnh bằng cây chổi nha các bạn nha. Quýnh gãy cây chổi luôn á. Oh my god bro. Vì vậy cho nên là ngay bây giờ anh Jay rất là ngoan nha các bạn. Ê, ngoan chết liền á. Ok nha, ok qua chuyện đó đi các bạn ơi. Ở đây còn có một đứa nó bị ký đầu nó sưng luôn nè các bạn. Rồi chúng ta sẽ cùng vô coi video nha. Mong là các bạn nhớ lại cho video này một nút like nhé. Những bạn nào tới video của mình thì đăng ký kênh phía dưới. Rồi nó nhiều quá không nổi. Bây giờ bắt đầu video nào. Let's go baby. Ok các bạn ơi, và đây chính là cái video đó nè. Juno Mali but dad is angry. Có nghĩa là Juno Mali nhưng mà người bố lại giận. Người bố là người giận dữ, hung dữ nha các bạn nha. Kiểu vậy. Bây giờ mình sẽ đăng ký kênh cho kênh là Lazy Fighter nha các bạn. Rồi ok đăng ký. Ủa what. Ok đăng ký rồi các bạn ơi. Bây giờ mình cùng vô coi video nào. Let's go. Con mèo và con ếch, tụi nó đang chơi đá banh với nhau. Hả? Dễ thương quá các bạn ơi. Wow, ở đây có bạn nào thích chơi đá banh hay không? Hãy bình luận cho anh Jay biết nha. Trong tất cả các môn thể thao thì anh Jay thích nhất là chơi đá banh nha các bạn. Và vị trí của anh Jay hay chơi đó chính là vị trí tiền đạo và vị trí thủ môn nha các bạn nha. Một là thủ nhà và hai là ghi bàn các bạn à. Ok chưa? Các bạn chơi vị trí nào bình luận liền. Sút đi. Đôi mắt màu đỏ. Cú sút huyền thoại. Ủa sút cho bay luôn hả? Ồ sút qua cho cái con này các bạn ơi. Con này là con đà điểu. Sút lại đi đà điểu. Ôi con này điểu này cái chân nó dài chứ nó sút ghê lắm các bạn ơi. Sút coi con đà điểu này. Rồi có cái gì đó bất ổn mày các bạn. Nó đục cho lũng cái banh luôn rồi. Hằng ngày nó phá quá à. Về mét 3. Rồi mét 3 rồi. Chết con đà điểu này. Nghe đứa nào dám làm lũng banh của con anh đâu. Ba ơi, thằng kia nó làm lũng banh của con. Bị quýnh vô đít các bạn ơi. Rồi khóc luôn. Cái gì đây, cái gì nhanh quá mình đọc chưa kịp các bạn ơi. Rồi đọc lại. But that is angry part 2. À tập 2. Con này con slam nè phải không? Ông zookeeper. Ông này chắc đóng vai người ba quá à. Tụi nó đá banh nữa các bạn ơi. Mấy này nó ghiền đá banh quá hả. Đá vô đứa kia nữa kìa. Hình như đứa slam nó không biết đá, nó còn nhỏ. Rồi nó lại chuyển qua đôi mắt màu đỏ rồi các bạn ơi. Một cú sút. Wait what. Cú sút dinh dưỡng là chìa khóa để đánh thức nguồn năng lượng tích cực. Ok tiếp tục. Sút vô mặt của ba. Chết rồi. Chết rồi. Ủa nhưng mà cái thằng con mèo mới là người sút. Tại sao cái thằng con ếch là người bị quýnh vậy ta? Quái chưởng. Tập 3. Ồ ăn chuối luôn. Ngon dữ. Giấm mì. Ăn nhiều chuối vậy. Còn đứa này thì nó còn nhỏ nó không ăn được. Ồ mấy này ăn ngon quá các bạn ơi. Các bạn có thích ăn chuối hay không? Con khỉ nó tới kìa. Cho nó ăn với. Chia sẻ cho nó ăn đi. Nó ăn hết một lần luôn các bạn ơi. Quỳ quá, ăn hai lần luôn kìa. Ăn hết chuối luôn rồi. Mét ba đi. Ba ơi, con khỉ nó ăn hết chuối của con. Đứa nào dám ăn hết chuối của con tôi. Thì ra là em khỉ này sao? À, có ăn không? Không ăn hả? Ăn chứ sao không ăn, đánh đít nè. Tập 4. Ồ, hai đứa con nít nhỏ xíu. Người ba này nhìn ghê quá à. À,
Chơi ú à các bạn ơi. Ú à. Nhìn dễ thương quá à. Bây giờ thì các con hãy đi chơi đi. Rồi. Anh Hai ơi, có gì để chơi không anh Hai? Ú, có những người bạn nè anh Hai ơi, vô chơi với mấy bạn này đi. Hello bạn. Ủa chưa chơi mà bạn nó khóc rồi. Trời ơi, bạn này chứ ăn hiếp người ta. Rồi sưng hai cái đầu luôn. Bị mổ vô hai cái đầu. Rồi khóc rồi tiêu. Ba ơi, có bạn ăn hiếp con. Ba ơi, bạn kia bạn chơi, bạn lấy cái này bạn đút cho đầu con một cái. Ai bạn nào? Bạn này đúng không? Bạn này. Ủa không quýnh hả? Quýnh đi. Hung dữ là này. Hình như không phải là bạn đâu, mấy đứa này là anh em với nhau hay gì á. Rồi con mèo. Con mèo thấy nhỏ này nó đang ngủ, con thỏ nó đang ngủ các bạn ơi. Và đây là cái bình sữa của nó. Ồ, bình sữa ngon quá, mình phải lấy uống luôn. Nhìn qua nhìn lại không có ai hết. Lùm. Húp. Ê, sao dám uống sữa của em tôi? Hết luôn rồi. À, tôi chết rồi, hiểu lầm các bạn ơi. Đứa anh Hai nó cầm vô nhỏ em, nó tưởng là anh Hai uống hết của nó. Thôi xong luôn. Ê, em ơi, không phải như những gì em nghĩ đâu. Sao anh dám uống hết sữa của em? Ba ơi, anh Hai uống hết sữa của con. Sao cô uống hết sữa của em? Lại đây. Bị quýnh như đít hoài luôn các bạn. Ê, hình như là đây là một người ba, đây là một đứa con nè. Ôi giờ nãy ba này quýnh ba kia hả? Ngủ ngon không con? Ngủ đi. Bạn ơi, tới giờ đi chơi rồi, đừng ngủ nữa. Lại kêu bạn đi chơi đi, ok. Để tôi nhẹ nhàng, tôi bắt bạn nó ra đi chơi, không có ba bạn nó biết á. Cái gì mà chạy lẹ vậy bà nội? Yếu quá, để tôi làm cho. Này, để đưa từ từ, tôi vô, tôi bế nó ra. Anh Hai cẩn thận nha, anh biết rồi. Thôi anh chạy trước đây, bye bye em. Anh Hai này dở quá, để em làm cho. Hay chúng ta làm cùng lúc luôn đi, ok. Đi. Ê, tính vô đây làm gì, bắt cóc con anh hả? Ngủ tiếp. Hello, tôi kêu ba tôi tới nè. Ba ơi, lại kêu bạn chơi với tụi con đi. Ok, để ba lại kêu cho. Em ơi, đây chơi với mấy đứa này đi. Mẹ ơi, à mama là mẹ. Mẹ ơi, chú này bắt con. What the hell? Quay, mẹ nó cái gì vậy? Cái gì vậy, mới có một cái tình huống gì đó. Hả? Hơi xú nè. Tập 7. Ô, con khỉ mini. Con ếch, con mèo và con khỉ đá banh với nhau. Đá cho con khỉ chơi đi. Gì vậy? Con mèo lại mắt đỏ nữa rồi, các bạn ơi, đến làm gì nữa đây? Một cú sút vô đầu con khỉ. Ô, một cục luôn. Rồi ba đó ra nè. Đứa nào dám quýnh con tôi? Ba ơi, thằng này nó đá banh vô đầu con nè. Introducing the English test designed for you. Có YouTube mà có mấy ông tiếng Anh nữa hả? Tập 8. Chơi xe. Đã ta. Có xe chơi đã ta. Đây con ếch nha các bạn nha. Con slam nó cũng muốn chơi, nhưng mà nó đâu có tay đâu mà nó chơi. Ủa nó có tay kìa. Ủa cái tay đâu ra vậy trời? Ảo thiệt chứ. Nó mất trước nó chơi theo nè. Rồi chơi gãy cái bánh xe của người ta rồi. Đền đi. Đền đi. Ba ơi, kêu ba liền. Mommy. Ba chứ lộn. Ba ơi, em nó chơi hư xe của con rồi. Quýnh tiếp. Ô, con khỉ nè. Con khỉ con. Vụ gì vậy? Không biết nữa các bạn. Nó có vẻ khá giận dữ.
một cái bánh donut. Nhìn bánh donut ngon quá các bạn ơi. Ở đây các bạn đã thích ăn bánh donut hay không, hãy bình luận trên dây viết nha. Mình rất là thích ăn bánh donut luôn, nhưng mà phải là bánh donut sô-cô-la mình mới ăn nha các bạn. Bánh donut thì mình không ăn. Cái gì? Tính làm quầy với tôi hả? Không chịu. Trời ơi, mang cho bốn cái bánh donut cũng chịu làm quầy nữa. Ăn đi, ăn đi mà, ăn đi. Vậy tôi mang đi đó nha. Thôi đừng, tôi ăn. Giả bộ bạn ơi. Khoái ăn xong rồi cười. Rồi tiếp tục. Đây là người ba. Người ba thấy cái gì đây? Cái này là viên ngọc rồng hả? Ủa, cái gì nổ nổ vậy? Người ba đập cho nổ luôn. What? Cái này là cái gì sao nó không nổ ta? Ủa, đây chính là đứa con. Nó để quá bơm vô bây giờ nó xịt lên cái màu đỏ lại. Đây là đứa xì lam các bạn ơi. Rồi kìa, ba lấy cái búa đập vô nó nổ nè. Đùng. Trời ơi, đen tôi lùi luôn. Hài điên. Tiếp tục. Anh cameraman và chị speaker woman. Wait what? Bạn có khỏe không? Tôi khỏe. Bạn thật là dễ thương. Cảm ơn nha. TV woman, bạn hãy cho tôi tài khoản Instagram của bạn để tôi về kết bạn đi. Ba chấm luôn. Rồi what? Hey, what happened? Hình như là cameraman là bạn trai của TV woman. Rồi xong. Instagram gì cơ. Rồi lên đường các bạn ơi. Ok các bạn à, vậy là ngày hôm nay chúng mới vừa xem xong bộ phim Junomaly But Dad Is Angry. Junomaly nhưng mà có người cha giận dữ nha các bạn nha. Mong là các bạn nhớ lại cho video này một nút like nha các bạn. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Các bạn muốn mình tiếp tục làm những video như thế này thì hãy bình luận phía dưới video này là muốn mình coi video gì để mình coi nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Mình bye bye.